gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Thank you.
gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì trong ấy em đây. Chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do. Em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bắt đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do. Anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bắt đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Trước hết là thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin gửi chào, lời chào trân trọng và lời tốt đẹp nhất đến toàn thể quý vị trong gia đình của nhà gái hôm nay ạ. Xin chào các tay ạ. Kính thưa các cụ, các bà, cùng có thể cô dì chú bác. Trải qua một thời gian dài, hai cháu Khánh Duy và Minh Anh tìm hiểu, các cháu đã tâm đầu ý hợp, đã xác định bên nhau xây dựng hạnh phúc trăm năm. Hôm nay cũng là ngày lành ngày tốt, một sự nhất trí của chính quyền địa phương giữa hai bên gia đình. Hôm nay giờ lành ngày tốt, hai bên cũng đã tổ chức lễ, bên nhà họ nhà gái cũng đã tổ chức lễ vũ quy cho Minh Anh. Đến giờ phút này là buổi lễ của ngày vui của cháu Minh Anh cũng đã được trọn vẹn. Thế để mà tổ chức được thành công tốt đẹp hơn nữa thì trước hết về phía gia đình nhà trai chúng tôi xin được cảm ơn cũng như sự hiện diện của toàn thể các quý vị, quý ông, quý bà trong buổi lễ vu quy cho chồng mình, cô dâu mình hôm nay ạ. Thế xin được báo cáo với các ông bà, sau đây ít giờ họ nhà trai chúng tôi cũng đã có cưới chồng. Xin đón được cháu, đón cháu Minh Anh về làm dâu con họ nhà trai chúng tôi. Kể từ giờ phút này đây, cháu Khánh Duy chính thức là cháu rể cũng như con rể của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái hôm nay ạ. Xin được ra mặt cháu với các cụ. Thế nên báo cáo các cụ để buổi lễ quy cho hai cháu Khánh Duy và Minh Anh hôm nay được cho vẹn hơn nữa. Thì bây giờ họ ra thay mặt cho gia đình họ nhà trai chúng tôi xin được kính mời các ông, các bà, các cụ cùng toàn thể quý khách của bạn bè hai cháu về trở lại về tại phòng lễ của nhà trai chúng tôi. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lò viết câu hát về người ta tử hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin được tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời.
anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vui vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong nhưng mơ về em biết không, anh đang suy tư. Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em yêu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi. Vì trong anh em là điều duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió. Dành cho em, dành cho em mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó, là chiếc bóng mong bên em dịu bước em đi. Ở trên con đường dài có hai chúng ta. Oh, ah, ah, ah. Hơn việc của em là yêu anh, có mưa rông
dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái nhỏ bé của người anh yêu. Trước hết cho tôi xin gửi lời chào tất cả họ, một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các họ, nhà trai, được sự qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Minh Anh, Khánh Duy đã được sự đồng ý của hai bên bố mẹ cũng như chính quyền địa phương nơi hai cháu đang làm ăn và sinh sống. Hôm nay ngày lành tháng tốt giờ đẹp, hai họ nhà trai và nhà gái tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu theo đúng phong tục. Đứng đấy với chỉ trên ghế nhà trường, trên bài giảng của thầy cô truyền tải lại cho các cháu, còn ra trường đời kỹ năng sống của các cháu thì tôi nghĩ đều chưa có, nếu có thì rất là yếu kém. Vậy tôi mong muốn các bậc làm cha làm mẹ của hai cháu đã tạo mọi điều kiện bảo ban giúp đỡ để hai cháu trưởng thành đều là dâu hiền rể thảo của hai họ nội ngoại chúng ta. Và ông cũng thấy hai cháu bước những bước đi vào đời rất tự tin và chắc chắn, cho nên hai cháu phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, gia đình và bố mẹ hai bên. Và ông cũng chúc cho hai cháu trẻ thì yêu nhau tha thiết, già thì thắm thiết thương nhau như chầu quẹt với vôi cau, mà càng già ta phải thương nhau càng nhiều. Tôi chúc cho ông Vinh và Lợi, chúc cho bà Chiến nhanh có cháu bồng cháu bé, chúc cho hai bên nội ngoại chúng ta đời đời keo sơn gắn bó và luôn luôn được hưởng chúc phúc ạ. Tôi xin hết ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quý khách xa gần trong hai họ nội ngoại bốn bên. Trải qua thời gian tìm hiểu, cháu Khánh Duy và cháu Minh Anh đã tâm đầu ý hợp, hai cháu đã quyết định đi đến kết hôn và bên nhau phúc trăm năm. Được sự đồng ý, trước hết là được sự đồng ý của chính quyền địa phương, sự nhất trí của ông bà Vĩnh Lợi, sự đồng ý của bà Chiến. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã long trọng tổ chức lễ thành hôn cho Khánh Duy và Minh Anh. Đến giờ phút này, buổi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu cũng đã được chính thức tổ chức và bắt đầu. Cũng như lời của ông trưởng đoàn họ nhà gái thì báo cáo các cụ, thay mặt về phía gia đình nhà trai, trước hết cũng như sự ủy quyền của gia đình họ nhà trai, tôi được phép chính thức nhận cháu Minh Anh là dâu, là con họ nhà trai kể từ ngày hôm nay. Và cháu Khánh Duy cũng là con, là rể của các cụ bên họ nhà gái hôm nay. Chúc cho mối tình thông gia giữa bên gia đình luôn luôn bền chặt, hăng khít keo sơn xanh tươi và đời đời bền vững. Thưa quý vị, làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em.
anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. From now to my very last.
made